Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở bên Hà Đông của Hà Nội các bạn. Đây là địa chỉ shop Vinbi thứ 42 của bên mình. Địa chỉ là 138 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông. Mình sẽ dẫn anh em vào để xem cái shop của bên Hà Đông như thế nào các bạn nhé. Bên shop chúng ta cũng rất là nhiều các cái mẫu mã vợt các bạn ha. Vợt và giày của bên từ những cái tầm thấp cho đến dòng cao cấp. Bên này là giày các bạn ha. Đây cũng có những cái đôi giày từ phân khúc thấp cho đến cao cấp. Túi và ba lô rất là nhiều. Quần áo cũng rất là nhiều các bạn. Bên mình thì phụ kiện đầy đủ tất cả các loại dây hoặc là những cái phụ kiện liên quan tới cầu lông. Bên mình sẽ khai trương vào ngày 24 tháng 4 năm 2021 các bạn nha. Thì để mà khai trương thì bên mình có một cái chương trình khuyến mãi vào 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 2021. Sale off của bên mình sẽ là giảm giá 50% một số dòng vợt Adidas các bạn nhé. Từ 30 đến 50% một số dòng vợt Victor. Rồi giảm 10% đến 20% Linen, Mizuno, VNB, Apex, Combo, Pro-A các bạn ha. Rất là nhiều dòng vợt để các bạn có thể lựa chọn. Giày bên mình sẽ giảm 5%, quần áo sẽ giảm tới 20%. Nên các bạn cứ liên hệ trực tiếp với lại bên shop VNB của Hà Đông để biết được thêm chi tiết. Túi ba lô thì cũng sẽ có giảm 5% các bạn nha. Rồi hẹn anh em vào ngày 23 Hẹn anh em vào ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 2021 các bạn nha.